Xin chào cả nhà, lại là mình Trí đây. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh review bất động sản của Trí nha. Và hôm nay mình Vạn Phúc City có một buổi giờ rinnin chạy bộ cuối tuần tại dự án Vạn Phúc City. Và hôm nay cả nhà làm quá trời đông, quá trời đông luôn. Rồi mọi người, em quay lên cho các bạn xem.
như thế này, đông vui như thế này mà sự kiện không tham gia, tại vì đuối tiếc luôn nha. Review một cái chiếc rinden tại Vạn Phúc City nha. Mua nhà tại Vạn Phúc City để có trải nghiệm tốt nhất. Và những cái cuộc đua rinden này ngay dưới chân nhà mình. Liên hệ em Trí để có giá tốt và cách tiết xuất chứ không có hàng. Cuộc đua tự là tốt nhất. Cảm ơn ai cũng thắng.